Cặp gương chiếu hậu này là nhược điểm của chiếc xe, bởi vì nó vánh lên trời. Và đương nhiên rồi, nó là của Toyota Vios, nó không phải của Bugatti. Chào các bạn. Thì chào mừng mọi người đã quay trở lại với lại chiếc xe Bugatti Chiron của chúng ta. Đấy. Như các bạn có theo dõi thì cái phần gương chiếu hậu của chiếc xe trong thời gian vừa qua thì có nhiều anh em cho ý kiến là chúng ta nên sửa lại, nên fix lại cho nó được chuẩn hơn với lại bản gốc mà nhá. Hiện tại là bọn mình đã tháo ra rồi. Đấy. Và cái chi tiết đó là phần bề mặt của chiếc xe thì cả nhóm cảm nhận vẫn chưa được ok. Thế nên là ngày hôm nay ở video này chúng ta sẽ tiến hành là hoàn thiện nốt, xử lý lại qua cái phần bề mặt của chiếc xe này cho nó được ok mọi người nhé. Đấy thì các cái đường nét này hiện tại thì nó vẫn chưa thật sự mà ưng ý cho lắm, chúng ta sẽ sửa lại cho nó tăng cái độ hoàn thiện cao hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào video. Và đây là hai chiếc gương được cả nhóm làm hoàn toàn thủ công, nó sẽ chuẩn hơn và giống hơn với lại phiên bản gốc. Tích hợp thêm cho nó một cái dải đèn LED.
khi mà nhìn gần ấy, cái bề mặt của chúng ta ban đầu à, rất là kiểu chưa được ok, thì hiện tại đang mài đi như thế này thì sau khi mài cái bề mặt nó sẽ được tốt hơn đấy. Rất là nhiều những cái lỗi sẽ lộ ra này, và đa phần là những cái lỗi mà nó gồ ra thì sẽ bị bào mòn đi này. Việc cả nhóm quyết định xử lý lại toàn bộ bề mặt, thứ nhất là giúp tăng cái độ hoàn thiện của chiếc xe, và thứ hai là cải thiện được cái kỹ năng của cả nhóm. Chứng tỏ nó bị lỗi nhiều chút bây giờ. Đấy, lỗi nhiều. Nói chung là những chỗ nào mà nó bằng đấy thì mình làm bằng tay, à chỗ nào nó là cảm nhận được nó mà không bị lồi lõm thì là nó bằng như này. Nói chung là sau cái pha xử lý bề mặt này thì sơn lại nó sẽ rất là tuyệt vời hơn là hôm trước rất là nhiều. Những chỗ gồ trắng này đấy thì là nó bị gồ cao ấy. Cảm nhận tay mình thấy nó bị gồ cao á, nên là cho máy nó hết đi luôn đấy nhỉ. Thank you.
qua đến cái độ không tránh lực cản của gió đấy. Nói chung là xe mình chả đi tới cái mức độ mà khủng vậy đó. Cái này sơn lại thế. Nhưng mà đợt trước cái bề mặt nó không được đẹp đấy. Thế nên đâm bài là cái này là mình phải sơn đợt lớp sơn vừa rồi vào nó phát hiện ra một số lỗi, những cái gồ gành nó còn lồi lõm một chút đấy. Trước cái cho lên TikTok ấy trông màu xanh lè đẹp lụt đấy. Nói chung là lên video thì trông nó vậy thôi. Chứ còn bề mặt mình sờ tay cái cảm nhận chưa tốt. Cái này thì mọi thứ là được ngon lắm rồi, sờ lại láng mịn hết. Nói chung là nó hỏng hả? Chưa được như ý của mình phải làm cho nó chuẩn chỉnh. Nói chung là cả một năm rồi mà tâm huyết mà không làm được cái bề mặt nó đẹp thì cũng không làm cái gì, mình cảm nhận được nó phải xứng đợi thì nó mới thoải mái được. Đó anh em ạ, hiện tại thì trông nó rất còn nhăm nhở, nhưng mà nó sẽ kết thúc công việc này, kết thúc cái hình ảnh nhăm nhở này trong một ngày, một vài ngày tới. Những cái chi tiết hôm nay chúng ta chỉ còn trà lại một chút nữa về phần đằng trước này nữa là sẽ xong. Chất lượng màu sơn và cái bề mặt nó đẹp hơn, ok hơn đấy.
Thank you.
Astronaut giúp phát hiện những cái lỗi bề mặt mà mắt thường khó mà nhìn thấy được. Và sau khi sơn xong lớp sơn lót đầu tiên, chúng ta sẽ tiếp tục là xả giấy nhám và sử dụng là nhám nước nhé. Để việc xử lý bề mặt được tốt hơn thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái vật liệu, đó là bả láng mọi người nhé. Nó sẽ giúp là chúng ta lấp được đầy những cái lỗ li ti, những cái phần cam nó chưa được ok. Mà này bạn một thành phần luôn một chút nhỉ. À này nó tự bảo là nó khô luôn. Và đây là bả lá. Lần đầu tiên cả nhóm sử dụng cái vật liệu này. Nó giúp được cái bề mặt rất là mịn. Đấy. Và đó cũng là công đoạn cuối cùng của việc xử lý bề mặt.
chính vì cái việc mà bề mặt chưa ổn định ngày hôm nay, cả nhóm đang tiến hành các cái giai đoạn xử lý lại bề mặt. Như các bạn có thể thấy phía sau lưng mình đây, đấy, chúng mình đang mài phần cánh cửa, cũng như là chú lợn đang tiến hành là bả láng mọi người nhé. Thì các bạn trông qua hình ảnh thì có thể cũng nhận ra rằng chiếc xe của chúng ta đang có một sự cải thiện về cái phần nền, phần bề mặt. Còn hiện tại cả nhóm cũng rất là ưng ý với lại những gì mà cả nhóm đang cố gắng mọi người nhé.
là tuyệt vời anh em ạ. Nó đã đẹp hơn trước rất nhiều. Việc xử lý bề mặt đẹp khi sơn nó cho kết quả tốt nhất. Sau một tuần chúng ta thao tác thì bề mặt của chiếc xe đã được ổn định mọi người nhé. Và đặc biệt những chi tiết chính ngày hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người, đó là phần gương chiếu hậu đây. Thì cái phần gương này, phần gương cũ ấy, rất là nhiều anh em cũng thắc mắc cũng như là góp ý cho mình nên sửa lại, nên fix lại một cái gương nó đẹp hơn, giống hơn với lại bản gốc của Chiron mọi người nhé. Thì đây là cái gương thay thế của chúng ta. Thì cái gương của chúng ta, một cặp gương chiếu hậu mọi người nhé, khá là ok, đóng luôn. Còn bề mặt của chiếc xe ngày hôm nay chúng ta cơ bản đã xử lý rất là ok. Thì mấy chú cháu cảm giác như kiểu cũng rất là hài lòng với lại cái bề mặt của chiếc xe hiện tại. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Đấy, một cái bề mặt nó khá là láng mịn hơn hôm trước, hôm cái lần trước rất là nhiều. Đấy, rất là trơn, rất là bóng. Thì khi bề mặt ok, chúng ta việc sơn thì nó rất là dễ dàng, cũng như là cái màu sơn nó sẽ được cái độ đẹp. Thì đương nhiên là với phiên bản Bugatti Chiron màu xanh dương kết hợp màu đen hôm trước ấy, thì cũng rất là ít bạn chê, cũng như là không ai bắt lỗi bọn mình về cái phần bề mặt. Nhưng mà tự bản thân trong những người trong nhóm cảm giác như kiểu cũng cảm nhận trực tiếp cái bề mặt của chúng ta chưa được ok, thế là đã quyết định đưa ra một phương án đó là xử lý lại toàn bộ bề mặt. Và sau khi xử lý toàn bộ bề mặt thì hiện tại là chiếc xe chúng ta nó đã biến mất màu xanh. Thì lúc đầu cũng định là xử lý bề mặt sau đó là sơn lại màu thôi, nhưng mà qua một tuần cũng như là nhiều vlog góp ý của anh em thì bọn mình cũng suy nghĩ lại, và cũng hay là tại sao mình cũng cho nó một cái trải nghiệm mới. Một đằng nắng mất công xử lý bề mặt này, mình cho một trải nghiệm mới, một cái màu mới cho nó một sự thay đổi. Đấy, tuy nhiên là cái màu xanh rất là đẹp nhưng mà chúng ta cũng cần một cái sự đổi mới, nên là mình đã tiếp thu ý kiến của anh em cũng như là cảm thấy đồng tình với ý kiến đó, và mình sẽ ra quyết định đó là sơn lại một cái màu mới cho chiếc Bugatti Chiron này. Như trên vlog của mình có thông báo thì đó là màu trắng ngọc trai mọi người nhé. Đấy, mình nghĩ là màu trắng ngọc trai cũng rất là đẹp, tại vì lúc đầu cái tỷ lệ anh em thích màu trắng ngọc trai cũng rất là nhiều. Thì đã có phiên bản Bugatti Chiron màu xanh kết hợp màu đen rồi, chúng ta sẽ chờ đợi phiên bản Bugatti Chiron màu trắng ngọc trai mọi người nhé. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với anh em. Còn phần gương chiếu hậu mọi người làm sao, nếu mà mọi người có ý kiến thì để lại dưới phần ở bình luận của video này mọi người nhé. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.